anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một chiếc Yamaha R15 của nickname. Bạn này bạn Bon Bon, nhưng mà nickname của bạn ấy do Quy Team đặt lấy là nickname là thích đủ thứ, không thích gì. Ông chố tể phá trinh, ông chố tể đục lỗ, ông phá tất cả những cái gì mới nhất của Quy Team có thì là bạn ấy phá đảo luôn. Ông chùm phá đảo luôn cho R15 V3. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một chiếc xe mà độ không giống ai cả, không ai có luôn. Khẳng định luôn, ở Việt Nam này chắc đây là chiếc R15 V3 độ duy nhất kiểu này, chưa có con nào lên cùng. Và chúng ta bắt đầu nhé. Như mình đã nói thì ban đầu ấy thì nói trêu thế thôi, còn bạn này bạn ấy rất là thích độ và bạn ấy độ rất là nhiều đồ. Thì hôm nay chúng ta cùng đi xem chiếc R15 V3 độ nhiều đồ nó sẽ như nào. Đầu tiên thì các bạn thấy là ở trên chiếc xe này, tổng thể chiếc xe này là toàn là carbon sơn nhúng. Thì đây là chiếc xe mà chủ xe đã sơn nhúng toàn bộ lạc bộ vỏ từ nhựa đen đến nhựa màu. Thì các bạn biết rồi, đa phần thì anh em sẽ chơi chỉ là nhúng lại cái nhựa đen thôi, và những cái vị trí nhựa đen như này hay là như này, không ai nhúng cả nhựa màu. Nhưng đây là bạn ấy nhúng hết luôn, bạn không chừa một cái gì cả luôn, không chừa lại một cái gì các bạn ạ. Ngay cả cái ốp thúc gió này mới của cho R15 V3 bạn ý cũng nhúng luôn. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em những cái đồ chơi mà mới ra nước đã, đấy gọi là chuyên gia phá đảo, có gì mới là bạn ấy chơi đấy. Đầu tiên là quả xi nhan bịt chân gương, thì anh em biết rồi, R15 V3 lên bịt chân gương rất nhiều. Nhưng mà bịt chân gương mà có xi nhan thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Đấy, các bạn thấy không? Bịt chân gương có xi nhan bên trái nhá. Đây, bên trái đây. Các bạn thấy không? Và xi nhan bên phải đây. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái chất liệu này của nó là hai miếng nhôm ốp lại ở giữa là nhựa plastic rất là bóng, và nhựa plastic làm gì để hắt cái ánh sáng ra. Thì cái sản phẩm này đang rất hot ở trên thị trường nước ngoài. Thì đây là sản phẩm mình nhập về đầu tiên để xem chất lượng của nó. Thì đây là sản phẩm mình lắp được cho R15 V3 và R3. R3 đời cũ đời mới đều lắp được, nên nó sẽ gọn gàng hơn. Và sắp tới thì hàng mình sẽ về cho dòng Honda và vòng Kawasaki. Kawasaki thì có Ninja 650 này, có Ninja 400 này. Honda thì có CBR 250, CBR 150 và CBR 650 có tích hợp xi nhan. Đây là đầu tiên, các bạn thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn và nổi. Tiếp theo nữa, một cái sản phẩm mà rất rất ít anh em lên và chưa có nhiều anh em lên có, đấy là gì? Hốc gió. Nhưng mà hốc gió này là theo đúng kiểu hốc gió vuông luôn nhá, chứ không phải cái lưới cánh gió của Ducati Spitfire kia đâu. Đấy, nên mình mới bảo là đây là mẫu mới. Đấy, các bạn thấy không? Và thêm một cái điều nữa là chủ xe ngày trước là đi con Boa Cadeo này, sau bạn đi con SCS1 copy này, và hôm nay bạn ấy lên đồ review luôn rồi. Tiệc mi thì cổ bô vẫn là full titan anh em, cổ bô vẫn full titan. Và cái này là con này là tiệc mi Nori, lắp cho mấy con Ducati ấy. Đấy, nó là thường là một cặp, nhưng mà đây chủ xe lắp một cái, và một cái mình đã lắp cho con
bánh khúc chai ẩm chi đừng 660. Vì khi mình nhập về mình nhập cả cặp, cả cặp đôi thì chai ẩm chi đừng thì đút ở gầm, còn con này đút ở trên đây. Thì con này là mô Jack Minori Real, hàng chính hãng luôn, và lắp lên cho Ducati, nhưng bây mình đã remove lại để mình lắp lên cho con R15V3 âm thanh này. Tua nằm nghỉ, các bạn nghe tiếng nói của mình với cả tiếng vô không? Bắt đầu tua độ cao. Quá hay luôn. Đây là Jack Minori, hàng chính hãng luôn. Đẹp, độc và không ai có. Đấy. À, tiếp theo nữa là các bạn nhìn thấy cái body của chiếc xe này nó rất là to đúng không? Body nó cực kỳ là to và khủng khiếp. Thì đây là mình lên full body kiểu R6 rồi. Ốp đầu đèn này, hốc đèn này, ốp bình xăng này, mỏ cầy này, ốp đuôi này, ốp gấp này. Đấy, lên hết luôn. Và tổng thể chiếc xe này là chỉ đi 2 tông màu thôi, carbon và vàng. Đấy, carbon và vàng. Kèm thêm là một chi vài chi tiết titan như là ốc titan này hay là cổ vô titan thôi. Đấy, nó không quá nhiều nhưng mà nó lại lên rất rất là nổi luôn chiếc xe. Thì chiếc vành mình sử dụng là cái vành 5 inch, vành 5 inch lốp 108. Và đây các bạn nhìn thấy không, chủ xe ăn chơi này, vành cũng phủ carbon cả đôi luôn. Đấy, vành trước này, à vành sau này, sorry anh em, vành trước này. Đấy, và đĩa thì chủ xe sử dụng đĩa này là đĩa của Kawasaki Ninja 300 Z300 cho anh em nhé. Một cặp của Ninja 300 Z300. Và có cái cách mà kiểu anh em R15V3 hay lên là thay chân phuộc này. Thay chân phuộc này, chơi heo Brembo 1 pit này, heo R6 này, heo Tokiko R6 này, hay heo của MT09 như của mình. Nhưng đây là chủ xe không thay phuộc nhé, và chỉ có pad CNC lắp lên. Đi con heo này là heo chân 100, heo này là Brembo M4, con này Brembo M4 màu vàng nhá. Đấy, cực kỳ là ít luôn, hàng tháo xe của Ducati. Đấy, thì chân này là chân 100, sử dụng đĩa 300mm nên là nó sẽ phải có cái căn này, vì là bài pass này lắp chuẩn cho đĩa zin của R15V3 anh em nhé. Nếu anh em đưa ra thì chúng ta sẽ phải có cái cục căn này. Tiếp theo là dây dầu, chủ xe sử dụng dây dầu của heo Mỹ nhưng mà đầu là đầu ơn. Đấy, đưa lên cũng bắt kiểu móc câu lên này, cũng bắt kiểu móc câu lên ăn chơi nhờ. Anh em nhìn thấy nhúng này, những cái chi tiết nhựa đen này cũng nhúng hết luôn này, lộ là nhúng hết luôn, không chừa cái gì luôn, không chừa cái gì luôn. Đầu xe này, và đây đầu xe thì các bạn biết là chủ xe thì cái tài chính lên mua lên biết phải tài chính là chủ xe thừa sức để lên Brembo TWM Akosato. Nhưng có một điều anh em hãy phải nhớ đến là không phải vấn đề về tiền, mà vì sao? Vì Brembo Akosato hay là TWM không kiếm được bộ màu vàng. Ngày xưa thì có bộ Akosato cả tổng phanh tổng côn màu vàng, nhưng đến bây giờ thì không còn hàng cũ đấy nữa rồi, nó chỉ còn hàng màu đen thôi. Nên là chủ xe gì quyết định đi Racing Boy. Có mặt ở đây là Racing Boy S1 tổng phanh 14. Vì bạn ấy không đi ABS nên là đi con heo 4 feet là hoàn toàn ok. Tổng côn Racing Boy S1 bản 14 rất nhẹ luôn anh em nhá. Và tiếp theo nữa là cái trợ lực Racing Boy lắp để kiểng thôi. Có một cái điều nữa mà anh em để ý, chơi cực luôn. Đây, cốc dầu sau, camera cho. Cốc dầu sau để lấy cái hiệu ứng của vàng bạn ấy. Con này là titanium lên màu vàng luôn. Con này titanium chúng ta có thể lên 7 màu này, lên xanh tím này, lên xanh lục này, hoặc màu vàng cũng được luôn. Thì đây là chủ xe lên titanium màu vàng luôn. Đây là cốc dầu nha anh em nhá, cốc dầu titanium luôn. Với cả thêm những cái chi tiết nhỏ nhắn như là ốp bảo vệ máy một bên này. Đây, tất cả những ốc titan nữa. Thực ra là tổng thể chiếc xe này ấy, thì bạn này bạn dọn đến lần này là lần thứ tư rồi mới hài lòng. Thì đây là chiếc xe mà mình sẽ xong và mình sẽ giao trả cho khách, với những cái chi tiết nhỏ nhắn như màu đen để lấy hiệu ứng này. Bao tay Daytona Rio này. Đấy, Daytona. Ây, ông anh lắp bằng xe ẩm chi đừng 660 Akosato. Ô, anh gái gần đây à? Đây anh. Anh này là đi con xe ẩm chi đừng mới thay tổng côn Akosato của bên mình. Em đã review con R15V3 kia. Khách quen của cửa hàng. Ở đây là thêm những cái chi tiết mà khi anh em lên cái ốp đầu R6 ấy,
thì nó sẽ bị bé cái xi nhan này, bé cái đèn pha đi. Thì mình đã lắp thêm bằng cái này là led tun này, mà ánh sáng vàng này, tắt bật đi một lần nữa là ra ánh sáng trắng này, tắt bật đi lần nữa ra trắng vàng này. Đấy, thì nó rất là cơ động ở trong cái led tun này. Led tun nó rất là cơ động. Với cả mình nhấn nhá thêm một vài cái chi tiết màu vàng như là ở chảng ba buji của Thái Lan. Đấy, chảng ba buji Thái Lan, anh em thấy ăn chơi không? Những con ốc này mình bảo là tư vấn không cần thay đâu, lên hết luôn, ngứa mắt là lên. Đấy, full, không còn gì để lên nữa. Và đây là chiếc xe mà mình dọn trong vòng 2 tuần, lâu nhất là sơn nhúng carbon và chờ cái sản phẩm xi nhan này về, bởi vì là muốn lắp lên xe, chủ xe rất là muốn lắp lên xe. Đây, các bạn thấy không? Nó rất là nổi. Đấy, chủ xe muốn lắp lên cái gương, bịt chân gương tích hợp xi nhan. Đấy, nổi lắm, đi tối cực kỳ là nổi luôn. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhá. Bye bye các bạn.